Hello mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình có hai tin khá vui muốn nói cho các bạn nghe nè. Tin vui đầu tiên chắc mọi người cũng đã biết rồi. Tin vui đầu tiên đó là chỉ một ngày nữa thôi bản Play Together Vina Game sẽ chính thức ra mắt. Vậy là ngày mai sau khi chuyển đổi thành công thì mọi người sẽ nhận được 500 kim cương để tha hồ mua sắm. Ngoài 500 kim cương thì còn có sự kiện siêu to bự siêu nhiều quà để dành tặng riêng cho các bạn đó nha. Sự kiện vòng quay câu cá dinh ngay quà khủng này là sự kiện để tặng thêm quà cho người chơi Việt Nam. Sự kiện này sẽ không có trong game mà mình sẽ chơi qua trang web của Vina Game nha mọi người. Theo mình nghĩ khi tham gia sự kiện này các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ để nhận được lượt quay và dùng lượt quay đó để tham gia quay thưởng. Lưu ý với mọi người là hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa. Các phần quà in-game trong vòng quay có thể sẽ khác thực tế, còn quà hiện vật thì chắc chắn sẽ có nha. Không biết các bạn thích phần quà nào nhất ha? Mình thì ước gì chúng xe Rolls Royce, không thì chúng iPhone 13 Pro Max cũng được. Mà ước vậy thôi chứ nhân phẩm mình sukana lắm. Nếu các bạn trúng quà như iPhone hay iPad hoặc tai nghe thì quà sẽ được gửi về địa chỉ nhà của các bạn nha. Còn trúng quà như vật phẩm trong game thì quà sẽ được chuyển thẳng vô hộp thư trong game cho các bạn. Mọi người cảm thấy thế nào khi sắp chuyển đổi về bản Play Together Vina Game? Mình thì cảm thấy khá là vui luôn. Quá trời quà và rất nhiều sự kiện cho mọi người tham gia luôn ha. Admin của Play Together Vina Game dễ thương lắm luôn. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của Vina Game tốt và phản hồi rất nhanh chóng nữa. Mình đang hóng bản Play Together Việt Nam lắm nè. Còn các bạn cảm thấy như thế nào bình luận cho mình biết nha. Tin vui thứ hai đó là mình sẽ chăm lồng tiếng video hơn cho mọi người xem. Nay mình cũng định lồng tiếng để trả lời một số bình luận cho các bạn mà trời mưa to quá mình không lồng tiếng được. Nên video này mọi người nghe tạm giọng chị Google nha. Các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì thì bình luận dưới video này để mình trả lời trong các video sau. Hôm nay game mới ra, gói mới nè các bạn biết chưa? Gói Thủy Vương này bán với giá 149.000 trên điện thoại iOS, còn bên Android sẽ mắc hơn. Khi mua gói này các bạn sẽ nhận được 4 món, bao gồm tóc, bộ đồ và vương miện Thủy Vương, kèm theo là cây đinh 3 nữa nè mọi người. Để mình mua review cho các bạn xem. Rồi, ok, giờ mình mặc vô xem thế nào. Theo mình thấy thì bộ này cũng ổn. Bộ này chắc sẽ hợp với mấy bạn nam hơn. Còn chắc mấy bạn nữ sẽ ít mua đồ này. Mình thì đồ của nam hay nữ cũng mặc hết. Còn các bạn thấy bộ này như thế nào bình luận cho mình biết nha. Giờ thì Thủy Vương này sẽ đi cai chị lấy toàn hạng một tiệc trò chơi cho các bạn xem đề. Hiện tại thì bản Play Together quốc tế đã bị ẩn trên App Store và Google Play. Để mình hướng dẫn tải game cho bạn nào lỡ xóa nha. Đối với điện thoại hệ điều hành iOS, bước 1 mọi người mở App Store trên điện thoại. Bước 2 nhấn vào biểu tượng avatar cá nhân ở góc trên cùng bên phải. Bước 3 nhấn chọn mục đã mua. Bước 4 tìm tên game Play Together và nhấn vào biểu tượng tải để tải lại game. Sau khi tải xong thì bạn có thể vô game và chơi bình thường nha. Đối với điện thoại hệ điều hành Android, bước 1 tải app TapTap bằng cách mở trình duyệt tìm kiếm từ khóa Play Together TapTap, sau đó nhấn vào mục khoanh đỏ như trên hình. Nếu đã tải TapTap trên điện thoại, bạn có thể thực hiện bước 3. Bước 2 mở TapTap và đăng nhập với tài khoản Google. Nếu chưa có tài khoản TapTap bấm đăng ký. Bước 3 ở mục tìm kiếm gõ từ khóa Play Together, chọn mục game sẽ thấy game Play Together. Bước 4 nhấn download và trải nghiệm game ngay thôi nào. Bước 5 mở game và lựa chọn phương thức đăng nhập hoặc đăng ký phù hợp và chơi game nhé. Link tải mình sẽ ghim ở phần bình luận cho bạn nào lỡ xóa có thể tải lại. Ngày mai khi bản Play Together Vina Game ra mắt, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách chuyển đổi cho mọi người để nhận 500 kim cương. Giờ thì chúc mọi người xem video vui vẻ. Nhớ bình luận câu hỏi hay thắc mắc gì về mình dưới video để mình trả lời nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau.